khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, một nam tài xế điều khiển chiếc xe tải biển số 72C14028 đi trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận 12. Khi di chuyển qua địa phận thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện có dấu hiệu chao đảo rồi bất ngờ leo lên con lương, tông sập nhiều cột biển báo giao thông. Theo ghi nhận của Vietnamnet tại hiện trường, nửa phần thân xe nằm trên con lương, khiến xe nghiêng hẳn về phía làn ô tô và có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy, các phương tiện lớn được điều hướng sang làn bên phải. Cột báo giao thông bị hút gãy, ngã thẳng sang làn xe máy, khiến nhiều người đi đường hốt hoảng nhưng nhanh chóng tránh được. Nam tài xế bị thương và không thể tự thoát ra khỏi cabin. Lúc này, người dân tại đây đã tích cực hỗ trợ đưa ra ngoài. Tuy đầu xe bị hư hỏng nặng, nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Theo những người chứng kiến, trời có mưa to tại thời điểm tai nạn xảy ra, khiến công tác cứu nạn hết sức khó khăn. Thời tiết làm tầm nhìn bị hạn chế nên giao thông trên quốc lộ 1 lúc này bị ùn tắc cục bộ. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 12 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.